Những ngày giáp Tết, lượng hàng hóa tập trung về chợ Thới Bình, tỉnh Cà Mau rất lớn. Công an đã kết hợp cùng ban quản lý chợ, vận động và yêu cầu các tiểu thương ký cam kết không được kinh doanh pháo nhập lậu. Để ngăn ngừa hành vi mua bán, đốt pháo dịp Tết Quý Mão, Công an tỉnh Cà Mau đã tới từng khu chợ để kiểm tra. Hơn 100 cơ sở đã ký cam kết không sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết. Bên cạnh công tác kiểm tra, Công an tỉnh còn tăng cường tuyên truyền đến người dân những vi phạm liên quan đến pháo. Trong đó tập trung tuyên truyền các hộ gia đình có người thân ở các địa phương khác, địa bàn có khu vực giáp ranh với biên giới.